saranam gacchami, sangham saranam. Nhưng mà thấy cái chánh niệm chỉ có một cái cảm thấy ghi nhận thôi mới được tập như vậy, để phát sinh một cái sự hiểu biết mới, một cái trí tuệ mới gọi là vị nhận. Như vậy nó thấy luôn trong con mắt mình, nó thấy luôn trong màu sắc, để thấy luôn như thế nào, để hiểu con mắt hiểu ta, để có một cái mắt thứ ba gọi là vị nhận. Vì cái mắt thứ hai này, hai con mắt là nhận dạng không giải quyết vấn đề đau khổ của cõi này, không có giải quyết được. Như vậy mới tìm một cái mắt thứ ba, Đức Phật vì có gọi là vị nhãn, Phật nhãn, Ngài mới chỉ có cái đó đó, có cái vị nhãn, cái vị nhãn của các con. Như Lai Phật nhãn, Như Lai tên là Phật, Như Lai có cái nhãn đó, tuệ đó. Như Lai không gọi là, mình gọi là vị nhãn vì thêm một là Phật nhãn, vì các Đức Phật này thấy hết. Vấn đề Đức Phật, tôi miễn bàn xin lỗi, là bất khả hiện này, không dám mặt, vì Ngài quá sức tưởng tượng của mình, cũng như cõi A Di Đà không tưởng tượng. Trong từ điển gọi là Amitabha, vô lượng quan, không tưởng tượng, người đó quá sức tưởng tượng, không thể đọc. Lấy ví dụ của Đức, bây giờ để chúng ta giúp tầm hiểu biết, sức hiểu biết của chúng ta, Đức Phật chỉ cái gần nhất để chúng ta hiểu, để phát sinh một sự biết, hiểu biết mà Đức Phật đây đó, nó con là Phật sự thật. Thì chúng ta ngồi phải có cái mắt này, cái mắt này nhắm mắt đó, mà chúng ta thấy, thấy hết cái cảm giác hết, đó gọi là tuệ nhãn mà mình có, là sự biết. Sự biết này không phải học, không phải sự biết, mà sự biết do qua. Do đúng lúc bây giờ của bây giờ, bắt đầu thấy cái căn đã làm việc, thấy thân tâm. Toàn là thân tâm một khối của Pháp, một cái thiên nhiên. Cho nên Đức Phật này, cái này là Pháp, dân Pháp, sắc Pháp. Cái này cũng là Pháp, cái kia cũng là Pháp. Như vậy, lạnh của một thiên nhiên, nóng của thiên nhiên là Pháp bảo, lạnh của một thiên nhiên. Nó thiên nhiên hết rồi, thiên nhiên của nó là nóng, thiên nhiên của lạnh rồi, nóng của thiên nhiên, lạnh của thiên nhiên rồi, đó là pháp bảo. Thân là thiên nhiên, là tâm là thiên nhiên, thân là nóng lạnh thân mềm, và tâm hai biết thiên nhiên của cái thân và thiên nhiên mình gọi là pháp. Khoa học đó là thiên nhiên, tự nhiên thiên nhiên, nhưng khoa học nó tìm ra với trí tuệ suy nghĩ, học khi mà tới đạt là kỹ sư, bác sĩ bắt đầu nghiên cứu với sự hiểu biết của mình, bắt đặt nó ra, nghĩ tới vật nó ra, vật nghĩ tới việc nó ra để mà sử dụng làm cho cuộc đời thoải mái. Vì trong thân này là sắc pháp, tìm nhân vật để thù lợi sắc pháp thay đổi cho nó dễ chịu bao nhiêu đó thôi. Vì vậy vấn đề thấy của cuộc đời chúng ta không dù qua học nó bồi đắp bao nhiêu cũng không được. Đây thuộc về tâm linh. Vì vậy khi quý vị ngồi, quý vị hiểu biết từ bây giờ, nếu quý vị gọi là gì đó, không nói và học đời sẽ không nói. Cái tuệ bây giờ lại đang kịp, sư không đề cập cái vấn đề, cái trí tuệ học đời của quý vị. Sư nói là cái học đạo, cái tuệ là tu huệ bao nhiêu đó. Thì cái quệ này không cần trí tuệ đời, nghĩa là không suy nghĩ mà không đọc chữ. Như vậy làm sao có sự biết,
biết này là một cái nhân của sự việc này, một nhân không bao khổ. Nếu mà chúng ta nghĩ tới bài kinh gọi là thập nhị nhất thiết, kể từ sự đa khổ giả đó, chữ nhân của nó là vô minh. Vô minh là không biết, không thấy có bao nhiêu đó thôi, không biết, không thấy bao nhiêu, không biết, không thấy cái gì của tôi, cuộc đời tôi có biết, tôi thấy không biết, không thấy, không biết sự thật của Đức Phật dạy về thật của già, thật nhân của cái già đạo trời, và thật của cái vô, và cái thật nhân của chúng ta không thấy cái thật, tìm ở đâu? Tìm đây được sự thật đó. Đây trong này có cái thật của cái sự khổ già đạo trời, còn cái nhân của sự khổ lòng thái dục, tham muốn tôi thấy tâm tôi không ngừng nghĩ muốn, không thích cái này, muốn được cái kia, lòng ái là cái nhân của sự đau khổ. Thấy được người quỷ đã có duyên là đã đi trên con đường đạo, đạo ngồi đây đã được đi trên con đạo, đường đời là khác. Suy nghĩ là bây giờ suy nghĩ một ghi nhận để thấy sự thật của mắt trí tuệ. Thưa giải thích của hồ lợi ích tỉnh giác, thức nghi tỉnh giác cần làm không? Nếu làm cái đấy cho tôi, có làm cái chuyện lợi người đó, tôi làm. Nếu lợi cho tôi, không lợi cho người đó, không nằm trong gia đình. Lợi cho mình, không lợi cho vợ cho con, không lợi cho chồng con, làm sao làm được? Không được. Nếu mình lợi cho vợ cho con, cho chồng cho con, không lợi cho mình, không làm. Đức Phật dạy, có lợi là phải có hai cái. Là vậy đó, thích nghi không, có lợi rồi thích nghi. À, không thích, không làm. Mới đi rồi, là tình giác. Bây giờ nói gọi là vấn đề là giới Phật, bây giờ sẽ nói là có gì không? Khi mà nói Phật trong lúc là bây giờ cái tiên thiên không cho vọng. Như vậy phải sống trong giới Phật của cái tâm mà đã sống. Trong bác trong tay, bây giờ sống thấy cái gì? Được lợi ích gì? Đợi lợi ích cái thứ ba mà tôi thấy đó. Ngoài cái mắt này tôi thấy cái này mới gọi là thật. Thấy thật, đó giả cảnh thật. Vì tôi nói là thấy, tôi đừng là thấy mất rồi, bắt đầu có minh. Cái đó không phải thật. Không phải thật, không có, tôi mở mắt không thấy. Bây giờ tôi không mở mắt cho nhóm, bây giờ tôi biết niệm cho đúng rồi. Tôi thấy, giờ thấy niệm, thấy, nếu mà thật không mất. Bây giờ không thật, bây giờ nó mất rồi, nó phải không phải thật. Vọng không phải thật, đó là chúng ta thấy đó. Nhưng mà thấy, vô thường, tôi thấy vô thường. Nếu cái này vô thường thì mình bắt đầu cái gì cũng vô thường, nghe bây giờ không có âm thanh mà tôi nghe thật không? Nếu mà tôi ghi nhận thật á, nó là không phải thật, là một cái hồi trước bây giờ chúng ta đã từng nghe rồi, cũng như khi đại một bây giờ nó lợi cho mình thấy, cái nhạc đã ghi rồi nó lợi cho mình nghe, không thật đâu. Hồi trước chúng ta phải ghi nhận như vậy. Tôi muốn suy nghĩ, tôi suy nghĩ. Saranam Gacchami.